Chỉ còn một ngày làm việc nữa là người dân bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Thời điểm hiện tại, tại một số bến xe ở Hà Nội, lượng khách đã đông hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều chủ xe, năm nay lượng khách tụt giảm sâu so với mọi năm. Thậm chí, nhiều xe rời bến không một bóng khách. Nguyên nhân được cho là do có nhiều xe hợp đồng, xe limousine chạy trá hình, khiến lượng khách vào các bến xe sụt giảm. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, những ngày này lượng hành khách về quê đã bắt đầu tăng lên, nhưng vẫn khá vắng vẻ điều hưu so với mọi năm. Bây giờ xe đưa đón ở ngoài kia, xe tiện chuyến rất là nhiều, ngoài đường khách cứ đứng ngoài đường, trong khi đó thì bến phải kinh doanh, mà xe tuyến cố định là phải có bến bãi thì mới vào được, mà vào bây giờ thì khách có vào đâu. Thế bây giờ đi lên đây thì đoàn đi cứ xe không lên đây, trong giờ lại có mấy người này về mà xếp toàn gần một tiếng. Theo lãnh đạo bến xe Giáp Bát, lượng khách vào chiều 27 Tết của năm nay so với mọi năm khá vắng vẻ do nhiều nguyên nhân. Năm nay thì chiều hôm nay đã là chiều 27 Tết. Tuy nhiên là nếu mà so với cả năm ấy, thì năm nay có vẻ rất là vắng. Đến giờ phút này thì xe thì sẵn sàng để chờ đón khách, nhưng lượng khách thì rất là vắng. Thì với cái kinh nghiệm mà làm đấy thì tôi cho rằng cái thứ nhất là năm nay những lượng xe limousine, những xe nó chạy ngoài tuyến cũng nhiều để nó phân bớt cái luồng khách. Thứ hai nữa là với cái thời tiết mà nó không phải lạnh, thời tiết nó cũng khá tốt như thế này thì những cái tuyến ngắn khoảng trên dưới 150 km thì cái lượng xe máy về sẽ rất đông. Theo dự kiến, các tuyến có khả năng khách đông là tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng. Phía bến xe cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị vận tải cam kết không được nghỉ vào các ngày lễ để giải tỏa khách trong ngày cao điểm, đồng thời thông báo đến các nhà xe, đơn vị vận tải yêu cầu ký cam kết không chở quá khách quy định, cung cấp đủ vé cho bến xe, niêm yết đủ giá vé trong và ngoài xe. Ngoài ra, các bến xe sẽ phối hợp với lực lượng thanh tra, công an để kiểm tra đột xuất xe, bến. Phía bến xe cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá vé niêm yết, tránh trường hợp các nhà xe tự ý nâng giá. Một số nhà xe cũng khẳng định sẽ không tăng giá so với ngày thường.